kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 4 năm 2019, chương trình sự kiện Quanta có những nội dung như sau. Khởi tố thêm 3 bị can liên quan vụ sự kết quả thi tại tỉnh Hà Giang. Việt Nam muốn gửi thêm công nhân sang Qatar để lao động. Mỹ, Brazil tìm cách tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela rời chức. Huawei có thể bị cấm ở khu Westminster, London vì bảo mật rất kém. Cùng nhiều phần tin khác, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Mở đầu là phần tin Việt Nam với tin liên quan đến giáo dục. Công an tỉnh Hà Giang vào ngày 8 tháng 4 vừa ra quyết định khởi tố và cấm ra khỏi nơi cư trú đối với 3 quan chức Sở Giáo dục Đào tạo và Công an tỉnh Hà Giang liên quan vụ can thiệp kết quả thi tại trường Trung học Phổ thông Quốc gia vào năm 2018 của tỉnh này. 3 bị can gồm Triệu Thị Chính và Phạm Văn Khuôn cùng là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, Lê Thị Dung, Phó Đội trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang. 3 bị cáo trên bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi theo Điều 356 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Kết quả điều tra vào năm 2018 cho thấy, tại Hà Giang đã có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có chỉnh sửa điểm chênh lệch từ 1 đến 8 điểm so với điểm ban đầu. Rất nhiều thí sinh có tổng điểm chênh lệch hơn 20 điểm so với điểm ban đầu và có những trường hợp thậm chí lên tới gần 30 điểm. Trước đó vào ngày 20 tháng 7 2018 và 23 tháng 7 2018, thì cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hoài, trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng và ông Vũ Trọng Lương, phó trưởng phòng. Cả hai đều bị cáo buộc là tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Điều tra ban đầu của Công an tỉnh Hà Giang cho biết, ông Nguyễn Thanh Hoài đã đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho ông Vũ Trọng Lương. Sau khi có kết quả bài thi của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì ông Vũ Trọng Lương là người trực tiếp mở ổ khóa niêm phong, rút các bài thi để chỉnh sửa đáp án bài thi. Cơ quan an ninh điều tra khẳng định đây là trái với quy chế thi Trung học Phổ thông Quốc gia, cần được khởi tố và hiện đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào hôm 8 tháng 4 2019 cho hay, bà đã yêu cầu giới lãnh đạo Qatar nhận thêm lao động Việt Nam giữa lúc nước này đang chuẩn bị cho World Cup 2022. Bản tin của tờ Nhân dân tường thuật rằng, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã tiết lộ thông tin này trong cuộc gặp gỡ với các nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam ở Doha và cộng đồng người Việt tại Qatar. Nguồn tin này dẫn lời ông Nguyễn Trung Hiếu, người đứng đầu văn phòng liên lạc của cộng đồng người Việt Nam, nói với bà Kim Ngân rằng hiện có khoảng 1.400 người Việt ở Qatar, đa số là công nhân làm việc trong ngành xây dựng. Dịp này, thì Chủ tịch Quốc hội Việt Nam bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với nước chủ nhà trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Nhà lãnh đạo Qatar cũng bày tỏ mong muốn nhận thêm người Việt Nam tới Qatar để làm việc trong một số lĩnh vực, kể cả chăm sóc y tế, thay vì chỉ tập trung vào ngành xây dựng như hiện nay. Theo báo cáo về tình hình công nhân nước ngoài lao động ở Qatar, trong phúc trình nhân quyền 2019 của Human Rights Watch, thì Qatar có một lực lượng lao động nước ngoài đông đảo vượt quá 2 triệu người, tổng cộng chiếm tới 95% lực lượng lao động nước này. Ước lượng có 800.000 người làm việc trong ngành xây dựng, 100.000 người phục vụ trong tư cách là ô sin, là người giúp việc nhà. Cách đây 2 năm, thì tổ chức Human Rights Watch đã bày tỏ quan ngại về hệ thống bảo trợ chi phối việc mướn lao động di dân của Qatar, hệ thống này gọi là Kafala, trao quyền kiểm soát quá đáng cho giới chủ nhân, kể cả quyền cấm người lao động rời Qatar hoặc thậm chí đổi việc. Dưới áp lực của các tổ chức vô vụ lợi quốc tế, Qatar đồng ý với Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ triệt để cải thiện hệ thống Kafala, áp dụng mức lương tối thiểu, chấm dứt việc tịch thu tài liệu cá nhân, đình chỉ việc cấm công nhân rời Qatar và tăng cường các nỗ lực để tránh cưỡng bách lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Quốc tế ITUC đã loan báo tin này vào tháng 10 năm 2017. Vẫn là tin Việt Nam với tin liên quan đến Biển Đông. Ngoại trưởng các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới trong nhóm G7 mới đây đã ra thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình trên Biển Đông, nhất là chuyện quân sự hóa vùng lãnh hải tranh chấp này, nhưng không đề cập cụ thể về Trung Quốc. Chúng tôi nhắc lại sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động đơn phương nào gây leo thang căng thẳng và làm suy yếu ổn định khu vực và trật tự hàng hải theo luật quốc tế, như việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, việc lấn biển quy mô lớn và việc phát triển với các tiền đồn cũng như việc sử dụng chúng cho các mục đích quân sự. Các nhà ngoại giao hàng đầu của nhóm gồm Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức và Ý và Canada đã ra tuyên bố vào hôm 6 tháng 4 sau 2 ngày họp ở Pháp. Họ cũng nhắc tới việc phải tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS, cũng như tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông TOC mà Việt Nam từng nhiều lần nêu lên trong khi các tuyên bố phản đối hành động của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp với nhiều nước.
Các nhà ngoại giao cũng đề cập tới việc phán quyết vào ngày 12 tháng 7 2016 của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc, coi đó là một cột mốc quan trọng và cơ sở hữu ích để giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông. Vào 3 năm trước, thì tòa trọng tài này đã ra phán quyết về vụ kiện Trung Quốc của Philippines, nói rằng Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý để đòi hỏi chủ quyền với đường Đức Khúc Chín Đoạn, hay còn gọi là đường Lưỡi Bò, trên Biển Đông. Tuy nhiên, thì chính quyền quốc gia đông dân nhất thế giới nói rằng phán quyết đó không có giá trị nên không chấp nhận. Tuyên bố bày tỏ quan ngại về tình hình ở Biển Đông của Ngoại trưởng nhóm G7 được đưa ra một ngày trước khi báo chí Trung Quốc đưa tin rằng một dàn sản xuất dầu khí lớn thứ hai của nước này sẽ được kéo vào lưu vực Yinkai-2 ở Biển Đông vào ngày 10 tháng 4 và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 6. Vừa rồi là phần tin từ Việt Nam, tiếp theo là tin quốc tế. Một quan chức an ninh mạng hàng đầu nói rằng thực hành kỹ thuật kém của Huawei có thể khiến thiết bị mạng di động của họ có thể bị cấm tại khu vực dinh thự và trụ sở chính phủ, nghị viện Anh tại Westminster, London và các nơi khác ở Anh. Tiến sĩ Ian Levy của cơ quan tình báo Anh GCHQ nói với BBC Panorama rằng hai viễn thông Trung Quốc đang phải đối mặt với việc cấm tham gia thiết kế bộ não của mạng 5G. Chính phủ Anh dự kiến sẽ công bố vào tháng 5 2019 về việc liệu họ sẽ có hạn chế hoặc thậm chí cấm công nghệ 5G của Huawei. Tháng trước, thì một đánh giá bảo mật về Huawei cho biết sẽ rất khó để quản lý rủi ro cho các sản phẩm trong tương lai của hãng này cho đến khi các khiếm khuyết trong quy trình bảo mật của họ được khắc phục. Tài liệu này cho biết thêm rằng các vấn đề về kỹ thuật với cách tiếp cận phát triển phần mềm của Huawei đã dẫn đến lỗ hổng trong các sản phẩm hiện có. Trong một số trường hợp chưa được khắc phục, dù đã được xác định trong các phiên bản trước. Trong một cuộc phỏng vấn, giám đốc bộ phận thiết bị viễn thông của Huawei cho biết dự định chi hơn 2 tỷ đô la đã cam kết cho một chương trình chuyển đổi để xử lý các vấn đề được xác định. Chúng tôi hy vọng biến thách thức này thành cơ hội để tiến về phía trước. Randing, giám đốc điều hành bộ phận kinh doanh nhà mạng của Huawei cho biết, tôi tin rằng nếu chúng tôi có thể thực hiện chương trình này theo kế hoạch, Huawei sẽ trở thành thương hiệu mạnh nhất trong ngành viễn thông về bảo mật và độ tin cậy. Tuy nhiên, thì tiến sĩ Levy, giám đốc kỹ thuật của Trung tâm An ninh mạng quốc gia cho biết, ông vẫn chưa bị thuyết phục. Bảo mật của Huawei rất đáng ngờ, đó là kỹ thuật như hồi năm 2000, rất kém. Chẳng có gì khiến chúng tôi thấy tự tin rằng họ sẽ thực hiện những gì họ đã đề ra trong chương trình chuyển đổi. Phó Tổng thống Mỹ ông Mike Pence đã gặp người đồng cấp phía Brazil Hamilton Mourão tại Tòa Bạch Ốc vào hôm 8 tháng 4 để thảo luận về các biện pháp chế tài và ngoại giao nhằm tăng áp lực để Tổng thống theo chủ nghĩa xã hội của Venezuela Nicolas Maduro phải ra đi. Mục đích của ông Pence là khuyến khích Phó Tổng thống Brazil dùng kinh nghiệm và ảnh hưởng để thúc đẩy giới lãnh đạo quân sự Venezuela cũng như Trung Quốc và Nga thôi ủng hộ ông Maduro. Một giới chức của Tòa Bạch Ốc cho Reuters biết, ông Maduro, người được hậu thuẫn bởi Nga và Trung Quốc và vẫn còn nắm quyền kiểm soát các định chế nhà nước và quân đội của quốc gia, gọi ông Guaido là con rối của Mỹ. Nguồn tin của Reuters cũng nhận định rằng Phó Tổng thống Brazil Mourão là người trong vị thế rất tốt để đương đầu với sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga dành cho ông Maduro, và Brazil là một đối tác trong các nước thuộc nhóm BRICS, nhóm các nền kinh tế thị trường mới nổi nhất. Tòa Bạch Ốc muốn thấy đồng minh như Brazil có các biện pháp kinh tế tương tự để cô lập Venezuela, theo giới chức của Tòa Bạch Ốc được Reuters thuật lời. Hôm nay, trong phần bình luận xã hội, Phương Trâm xin gửi đến quý vị bài viết Tâm bệnh là nguyên nhân của mọi nguyên nhân của tác giả Đỗ Ngà được đăng trên Facebook cá nhân của tác giả vào ngày 7 tháng 4, 2019. Mời quý vị cùng đón xem. Không một nhà nào bẩn bằng nhà mà chính chủ nhà xem nó là bãi rác. Đất nước Việt Nam, nơi nào ghi bản cấm đổ rác thì nơi đó là chứa đầy rác rến vứt bừa bãi. Bởi vì sao? Bởi vì trong đầu người dân họ đâu có xem nơi cấm đổ rác là chỗ phải giữ gìn vệ sinh, mà họ xem đó là nơi, chỗ vứt rác. Không việc gì thành công nếu trong đầu con người đã chứa tư tưởng thất bại, và nguy hiểm hơn là buông xuôi cho thất bại ngự trị như là sự hiển nhiên. Đấy là tình trạng đáng buồn đang ngự trị trong suy nghĩ người Việt. Loại suy nghĩ này nó rải rác khắp từ giới có học đến giới bình dân. Nó tạo thành một dân tộc ù lì, không có chí tiến thủ. Trong quốc gia 100 triệu dân, chừng vài ngàn người lên tiếng cho bất công thì làm sao xã hội có công bằng? Một tên dâm ô với phụ nữ trong thang máy, chính quyền phạt tên này 200.000, nhưng dân chỉ bàn tán, không hành động để đòi pháp luật thực thi, thì chính quyền đó đâu có dạy gì nó thực thi pháp luật. Cho nên đất nước này như một bãi rác, tên này dâm ô thì phạt 200.000, thì tên khác thấy cái giá quá rẻ nên hết chỗ này đến chỗ khác, cái phạm tội thi nhau dâm ô. Pháp luật được ví như cây chổi,
những trò dung túng cho bọn tội phạm là thứ rắc rến độc hại. Khi xã hội này rác rưởi xả ra đầy nhà, nhưng chính quyền kẻ đang nắm cây chổi ấy không chịu quét, thì rõ ràng chính quyền đã xem đất nước Việt Nam là bãi rác rồi còn gì. Trên báo Thủy sản Việt Nam vào ngày 8 tháng 5 2015 có đăng bài số tôm xuất khẩu bị trả về tăng đột biến. Trong bài báo này cho biết, thị trường EU và Nhật Bản đã test mẫu tôm Việt Nam dính những thứ chất cấm nên họ trả về. Lượng trả về vô cùng lớn, bằng 40% lượng tôm xuất khẩu cả năm trước đó. Thế nhưng lượng tôm này về nước sẽ xử lý như thế nào thì không hề nghe thấy một tờ báo nào nói. Khi đó, bạn tôi, một người làm trong ngành chế biến thủy sản xuất khẩu, đã giải quyết thắc mắc của tôi rằng có chỉ đạo đưa số hàng này về tiêu thụ ở hệ thống siêu thị tại Việt Nam. Không biết những lời nói của bạn tôi thật hư thế nào, nhưng khi chính quyền đã giúp Masan 5 lần 7 lượt ra tay với những doanh nghiệp nước mắm truyền thống, giúp loại chai nước hóa chất giống nước mắm được ưu ái độc chiếm thị trường Việt Nam, thì lời nói của ông bạn ấy tôi nghĩ là có cơ sở. Hôm nay trên báo đã xuất hiện tin 18.000 chai tương ớt Jinsu của Masan bị Nhật Bản thu hồi vì vướng vào vấn đề hóa chất. Chắc chắn với phết như thế này thì sản phẩm của Masan khó lòng trụ lại thị trường Nhật Bản. Vậy lượng hàng xuất khẩu sang thị trường Nhật sẽ được Masan hủy chắc? Tôi nghĩ không bao giờ, vì Masan đang có một chính quyền bất nhân đang hậu thuẫn mình ở Việt Nam. Nhật chê thì mang về đổ vào mầm dân Việt thôi. Chuyện đó đơn giản. Vấn đề là trên báo chí, Masan không ngần ngại thông báo rằng lô tương ớt Jinsu là lô hàng dành riêng cho thị trường Việt Nam. Tại sao Masan không ngần ngại vênh mặt thách thức nhân dân Việt Nam? Thì ra những nhà viết ra tiêu chuẩn đã viết sẵn rồi. Những thứ nước ngoài cấm thì Việt Nam cho phép và bằng tiêu chuẩn của nhà nước hẳn hoi. Vậy rõ ràng là chính quyền xem 100 triệu cái miệng của nhân dân là sọt rác, muốn vứt gì vào trong đó là vứt. Bất chấp sức khỏe của giống nòi. Như vậy, qua đây ta thấy gì? Việt Nam đang là một bãi rác. Chính quyền xem nó là đống rác, muốn vứt gì cũng được. Doanh nghiệp sân sau thì cũng xem 100 triệu bao tử là 100 triệu bọc rác, muốn rót gì vào đấy cũng được. Thứ gì thế giới không xài được thì bọn này mang về vứt vào đấy. Hay như kế Việt Nam, Trung Cộng đang muốn vứt hàng loạt công nghệ lạc hậu nhưng không có chỗ vứt. Chính quyền Cộng sản Việt Nam rước vô số những thứ rác ấy về Việt Nam. Việt Nam hiện nay, xét về khía cạnh nào cũng là bãi rác. Về chính trị cũng là bãi rác, về kinh tế cũng là bãi rác, về môi trường cũng là bãi rác, về giáo dục thì cũng là bãi rác, về công nghệ cũng là bãi rác. Một chủ nhà không bao giờ muốn kẻ khác vứt rác vào nhà mình. Nếu có ai vứt, mình phải lên tiếng và ngăn chặn. Như vậy, nhân dân Việt Nam họ đang nghĩ gì? Họ không hề nghĩ rằng họ là chủ đất nước này nên chấp nhận tất tần tật mọi thứ rác vứt vào đấy. Biết rằng vẫn có một lượng người nhất định lên tiếng cho đất nước này trong tâm thế của người chủ. Nhưng số này rất ít, không đủ bù đắp cho đa số đang chứa một tâm thức kẻ ở nhờ. Một khi nhân dân từ chối làm chủ đất nước mình, tự xem mình là kẻ ở nhờ, kẻ tá túc, hay tệ hơn, xem mình là nô lệ cho kẻ nắm quyền, thì đất nước này có tồn tại, vững bền được không? Khó lắm, căn bệnh khó trị nhất của dân tộc này không phải là ung thư, không phải là xã hội bất an, không phải là giáo dục thối nát, không phải là môi trường ngày một ô nhiễm, không phải là nguy cơ hán hóa. Đấy chỉ là triệu chứng của căn bệnh, chứ không phải là nguyên nhân căn bệnh. Nguyên nhân gốc là tâm bệnh của người dân Việt Nam. Chính họ không xem họ là những kẻ làm chủ đất nước. Chuyên mục bình luận xã hội vừa rồi đã kết thúc chương trình sự kiện Quanh Ta hôm nay. Chương trình sự kiện Quanh Ta sẽ được phát trên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo mỗi ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 vào lúc 19 giờ. Thưa quý vị, để theo dõi chương trình sự kiện Quanh Ta, ngoài trang Facebook Tin Mừng Cho Người Nghèo, xin mời quý vị vào trang YouTube chọn Amen TV. Trong kênh Amen TV có nhiều chuyên mục sẽ giúp cho quý vị dễ theo dõi chương trình. Và khi theo dõi, quý vị đừng quên bấm nút subscribe để ủng hộ cho kênh. Quý vị cũng hãy nhớ bấm chuông để cập nhật thông tin mới nhất từ chương trình. Phương Trâm xin cảm ơn quý vị, xin kính chúc quý vị và gia đình ngày mới vui vẻ và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.